Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, triển khai thi công từ năm 2020, nhưng đến nay dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Nữ Vương ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn ngổn ngang, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Một chiếc xe tải chở đất đá vừa chạy ngang, bụi tung mù mịt, trắng xóa cả khu vực xung quanh tuyến đường Trần Nữ Vương thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người phụ nữ là dân địa phương không muốn nêu tên cho biết. Thấy chưa? Một chiếc xe chạy qua là chủ phí vật. Mà đường này là toàn cái xe bê tông, xe đất là nhiều lắm. Năm ngoại năm nỉ rồi nó hơn một năm, hơn năm đi rồi. Mà bùi bám như ngọn, quá khổ luôn đấy. Mà con hai bên đường đi thì cái đóng cửa trầm tóm. Cái vùng đi là cái toàn đóng cửa chứ không dám mở cửa luôn. Không chỉ vậy, nhiều người dân sống quanh khu vực trên cũng kêu than. Bùi mù luôn đó, thấy mù một cái giống cái khói lên luôn đó. Thì bùi bám thì mình phải lo chứ đâu, cái cầu trán cả đôm bụt. Bùi ngọ khi đi xe đất á, xe đất xe toàn xe tỏ chạy khủng á. Xe tỏ chạy quá chạy là giống mù chỗ đường đi luôn. Khiếp. Ở nhà là tôi lại một bờ sáng là chiều là quẹt là cứ bùi cả lớp. Nói cho nó sức khỏe bùi bám vậy thì ảnh hưởng sức khỏe chứ. Đi răng để răng mà hồ đổ chung bớt bụi cho con nước mố mà tưới cho kịp. Nói chung đi là chỉ cần một chiếc xe chạy ngang là mặt mình là chỗ đường là quá như thở không nổi luôn. Nhưng bây giờ chưa rửa là 10 phần con 9 phần, kéo dài 2 năm. Đa số người dân sống xung quanh khu vực này khi được hỏi đều cho biết do vướng mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Nữ Vương thi công chậm tiến độ từ năm 2020 đến nay. Nhiều đoạn đường ngổn ngang các lớp đá, chưa được phủ bê tông để dang dở vậy hàng nhiều năm. Hiện chính quyền cũng không giải quyết được gì. Phần ảnh quả thì họ có đếm nước, họ xé nước, họ tưới. Tưới ở bên sáng đó, họ có tưới đó. Mà con đều nghỉ 2-3 ngày họ tưới ngay rồi. Có thỉnh thoảng tưới thôi. Quả nổi thì khi nữa mà sẽ mấy người họ lâm đường thì họ có chở nước họ tưới. Tưới mà lâu lâu mà tưới xé thì ăn thôi chứ. Chúng là bụi thì họ chịu với ô nhiễm thì mất bụi rồi thôi chứ lo chứ chưa đi trường hợp chứ họ làm đường mà mình kêu thì kêu ai vậy chứ chưa kêu chính quyền thì họ cũng chịu khó lắm lắm mình cũng chịu khó. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy nói trên tờ Tài nguyên Môi trường hôm cuối tháng 4 năm 2023 rằng trung tâm đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân hợp tác sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hương Thủy xác nhận rất khó triển khai vì việc áp giá giải tỏa đền bù quá thấp nên người dân không đồng tình. Vừa rồi là chương trình tiêu điểm nổi bật hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc xác nhận kế hoạch tiếp tục mở rộng tại Việt Nam. Thêm nhiều hãng Đài Loan chuyển sản xuất từ Hoa Lục sang Việt Nam. Thường trú nhân Mỹ, gốc Việt bị bắt do tình nghi mua bán thẻ xanh. Mạng báo JK Global loan tin ngày 17 tháng 5 cho biết BYD Electronics đã xây dựng một nhà máy tại khu công nghiệp Phú Hồ, tỉnh Phú Thọ với công suất hàng năm sản xuất trên 4,3 triệu máy tính bảng và 50 triệu kính quang học. Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Reuters dẫn thông tin từ cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà và Chủ tịch kiêm sáng lập viên hãng xe điện BYD vào tuần trước đó ở Hà Nội. Cụ thể, tại cuộc gặp, Chủ tịch Wang Chuanfu, tức Vương Truyền Phúc của BYD, bày tỏ mong muốn được chính phủ Hà Nội hỗ trợ cho kế hoạch sản xuất và lắp ráp xe điện của hãng tại Việt Nam. JK Global dẫn nguồn thạo tin về công nghiệp xe điện rằng BYD đang tìm cách cạnh tranh với Toyota tại thị trường Việt Nam. Và đây sẽ là nơi sản xuất xe điện BYD thứ hai trong khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan. Thống kê cho thấy, trong năm 2022, BYD bán được 1,86 triệu xe điện
cho cả thị trường hoa lục và xuất khẩu. Con số này bằng tổng số mà BYD bán được trong vòng 4 năm trước đó. Đài Loan trong mấy tuần vừa qua âm thầm đầu tư nhiều triệu đô la vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Đài Hawaii Public Radio loan tin ngày 16 tháng 5 nêu rõ, trước đây những khoản như thế được đầu tư tại Hoa Lục. Một số những hãng chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam được cho biết là những hãng sản xuất các thương hiệu cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cụ thể, Quanta Computer, nhà lắp ráp lớn máy tính MacBook của Apple, gần đây đã chuẩn thuận kế hoạch thành lập một đơn vị tại Việt Nam với khoản đầu tư 50 triệu đô la. Mục đích được nói là nhằm đa dạng địa bàn sản xuất. Mạng báo Taipei Times dẫn lời một viên chức của Quanta Computer rằng căng thẳng địa chính trị là một yếu tố để chuyển sản xuất ra khỏi Hoa Lục. Hồi tháng qua, hãng chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử Freeport Technology của Đài Loan tuyên bố hoàn tất thỏa thuận mua lại FICT Vietnam Company. Theo Nikkei Asia, trong quý 1 năm 2023, số dự án Đài Loan đầu tư trực tiếp vào Việt Nam tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh hồi tuần rồi bắt giữ một công dân Việt Nam là thường trú nhân Mỹ, bị nghi ngờ có hành vi mua bán thẻ thường trú nhân hay còn gọi là thẻ xanh của chính mình. Thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ hôm 17 tháng 5 cho biết, người này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất thẻ xanh của mình cho cơ quan công an để được họ cấp đơn cớ mất, đồng thời dùng đơn này nộp kèm trong hồ sơ xin boarding for giấy phép nhập cảnh một lần cho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể quay về Hoa Kỳ. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ đã thông báo cho công an phường Bến Nghé về vụ việc và đối tượng bị bắt giữ sau đó. Thông cáo cho biết nhưng không nêu cụ thể danh tính của cá nhân này. Mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục giúp chúng tôi đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu, thúc đẩy việc đi lại hợp pháp tới Hoa Kỳ, thông cáo nêu rõ. Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, việc giả mạo lý do mất thẻ xanh hoặc không cung cấp thông tin trung thực cho lãnh sự Hoa Kỳ hoặc viên chức thực thi pháp luật liên bang là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính mình. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.